Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất Việt chiều ngày hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 1954,16 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1954,03 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1958,79 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 102,37 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 26.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,762% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 71,27 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo các nhà quan sát thì sự ổn định của chỉ số đồng bạc xanh làm vàng giảm đi sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã có những bình luận cứng rắn sau khi mà giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần trước với dự báo chính sách tăng lãi suất có thể sẽ tiếp diễn. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày 13 và ngày 14 tháng 6 thì Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5,25%, nhưng các dự báo mới về nền kinh tế cho thấy lãi suất có thể tăng 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm khi mà nền kinh tế mạnh hơn so với dự kiến và lạm phát giảm với tốc độ chậm hơn. Trong báo cáo chính sách tiền tệ mới nhất trước Quốc hội thì Fed nhận định lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm bớt. Mặc dù vàng được coi là một công cụ hữu hiệu để chống lại lạm phát, nhưng việc tăng lãi suất lại làm tăng chi phí nắm giữ kim loại quý này. Theo công cụ phân tích CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự báo có khoảng 72% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 7. Bên cạnh đó thì SPDA Goldchart, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 0,47%, từ 929,70 tấn trong ngày 15 tháng 6 lên 934,03 tấn trong ngày 16 tháng 6. Về mặt xu hướng của giá vàng, trong cuộc khảo sát mới đây của hãng tin vàng Kitco cho thấy nhiều chuyên gia dự báo giá vàng khó có thể tăng mạnh vì rào cản từ hai đợt tăng lãi suất của Fed từ đây cho đến cuối năm 2023. Các chuyên gia cũng nhận định giá vàng sẽ có xu hướng đi ngang trong một thời gian tới, thậm chí có khả năng vàng sẽ bị bán tháo nếu như Fed tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ mạnh mẽ. Theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC, nhu cầu mua vàng của Trung Quốc đang suy yếu. Ở Mỹ thì tình trạng giảm phát và giảm giá vàng dẫn đến sự suy giảm trong việc bán vàng. Đức đang trải qua thời kỳ suy thoái, trong khi các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương châu Âu nhấn mạnh về nhu cầu tăng lãi suất. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã ghi nhận sự suy giảm trọng lượng dự trữ vàng chính thức. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC trong nước thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ, còn với mặt hàng vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn nằm trong xuống tăng nhẹ cho đến buổi chiều ngày hôm nay. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,07 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Còn với giá nhận bộ số 9 tại công ty này thì mua vào mức 55,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,60 triệu đồng trên một lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại đến phiên chiều nay thì vẫn nằm trong xuống giảm nhẹ, giảm 10 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 23.320 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.690 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Đối giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì vẫn nằm trong xu hướng tăng giảm trái chiều, giảm 15 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào nhưng tăng 5 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Hiện tại được mua vào ở mức 23.500 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.570 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 705 nghìn, giảm 50 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600 nghìn đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 707 nghìn, giảm 5 nghìn ở chiều mua vào và bán ra. Pin G Hồ Chí Minh và Pin G Hà Nội mua vào 6 triệu 650 nghìn, bán ra 6 triệu 710 nghìn, giảm 10 nghìn ở chiều mua, giảm 5 nghìn ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 650 nghìn, bán ra 6 triệu 700 nghìn, giảm 5 nghìn ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 650 nghìn, bán ra 6 triệu 710 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 705 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 646 nghìn, bán ra 6 triệu 705 nghìn, giảm 9 nghìn ở chiều mua, giảm 5 nghìn ở chiều bán. My Hồng SJC mua vào 6 triệu 650 nghìn, bán ra 6 triệu 690 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 685 nghìn, giảm 10 nghìn ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 590 nghìn, bán ra 6 triệu 730 nghìn. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6 triệu 650 nghìn, bán ra 6 triệu 710 nghìn. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 707 nghìn, giảm 10 nghìn ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xuống giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 707 nghìn. STC Huế mua vào 6 triệu 642 nghìn, bán ra 6 triệu 683 nghìn. STC Miền Tây mua vào 6 triệu 665 nghìn, bán ra 6 triệu 707 nghìn. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 705 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 647 nghìn, bán ra 6 triệu 710 nghìn. STC Quy Nhơn mua vào 6 triệu 645 nghìn, bán ra 6 triệu 707 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 643 nghìn, bán ra 6 triệu 707 nghìn. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì trong xuống tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50 nghìn đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5 triệu 565 nghìn, bán ra 5 triệu 660 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5 triệu 565 nghìn, bán ra 5 triệu 670 nghìn. Vàng bộ số 9 mua vào 5 triệu 550 nghìn, bán ra 5 triệu 620 nghìn. Vàng 24K mua vào 5 triệu 444,4 nghìn, bán ra 5 triệu 564,4 nghìn, cùng tăng 5 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4 triệu 030,4 nghìn, bán ra 4 triệu 230,4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3 triệu 091,8 nghìn, bán ra 3 triệu 291,8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 158,8 nghìn, bán ra 2 triệu 358,8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.